hướng dẫn săn Aerobe The Beacon. Play to Aerobe vẫn đang là trend rất hot hiện nay sau Pixel, Pirate Nation và Backwood, thì The Beacon đang là tựa game nổi lên và đang làm mưa làm gió trên nền Arbitrum mấy ngày gần đây. The Beacon là tựa game nhập vai được phát triển bởi team Treasure Down, dự án đã gọi vốn thành công 3,5 triệu đô từ Arbitrum Foundation. The Beacon hiện đang có event The New Frontier Quest với pool thưởng là 150.000 RB và quan trọng là cơ hội nhận Aerobe sau này. Sau đây sẽ hướng dẫn săn Aerobe The Beacon. Bước 1, anh em join vào link này mình sẽ để ở dưới phần comment hoặc anh em phải join vào nhóm ở bio nhé. Bước thứ 2, connect Twitter. Yêu cầu của dự án là account Twitter của anh em phải có hơn 40 follower và bài đăng phải có tương tác để có thể join vào. Bước thứ 3, sau khi truy cập vào game tại phần home, anh em có thể thấy 3 nhánh nhiệm vụ. Nhánh nhiệm vụ đầu tiên là main path, thứ hai là story path và thứ ba là combat path. Mỗi nhánh nhiệm vụ sẽ có các nhiệm vụ từ dễ đến khó, dễ như là like, share, follow Twitter và khó như là anh em phải chơi vào game. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh em sẽ nhận dao động từ 100, 200 có khi là 300 point. Point này sẽ dùng để mở các rương ở phần bên dưới bên phải như đây. Trong các rương thì anh em có thể nhận được từ token ARB, huy hiệu hay là point. Thì huy hiệu và point mình nghĩ sẽ dùng để quy đổi ra Aerobe sau này. Đợt vừa rồi thì ARB đã thông qua đề xuất dùng 225 triệu token ARB để phát triển mạng GameFi, nên mình nghĩ hoàn toàn The Beacon có thể được hưởng lợi rất lớn. Kèo non, nhớ chuyển sớm nha anh em.